công trình khu quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh được nghiên cứu và xây dựng trên diện tích khu đất 62.363 m² và được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại mô phỏng dạng sinh học, có kiến trúc kết cấu đặc biệt và duy nhất trên thế giới. Và công trình là nơi trưng bày các đồ án quy hoạch, giới thiệu triển lãm, quảng bá và tôn vinh các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Và đây cũng là nơi giao lưu văn hóa, hội chợ xúc tiến thương mại mang tầm cỡ Việt Nam và quốc tế. Kiến trúc sư trưởng công trình ông Salvador Perez Arujo, người Tây Ban Nha. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng kỹ thuật ghép máy chiếu là 3D mapping cùng với các hệ thống tương tác lắp đặt cố định trong một khu vực công cộng. Chúng tôi có các sa bàn tương tác điện tử giới thiệu về định hướng phát triển của quy hoạch của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh, các khu vực tương tác màn hình màn panorama chiếu gò và chiếu dưới sàn. Đối với một công trình công cộng như thế này thì ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là lựa chọn các thiết bị có độ bền cao và yêu cầu về chi phí duy trì và bảo dưỡng thấp nhất. Chính vì vậy máy chiếu Panasonic đã được lựa chọn vì độ bền và khả năng hiển thị rất là tốt. One of the main issues faced was integrating the projectors into the centralized management system. Aside from the projectors, there were media servers, media controllers, and interactive controllers. The centralized control system provides a streamlined automation and control through a very easy to understand graphical user interface. This was made possible through different built-in communication protocols in the projectors and availability of the early warning and multi-monitoring and control software which we interface with our system. All the contents were produced and drawn through a collaboration of multiple artists. We took high-resolution photos and videos. These contents were unique and specific to this project as it highlights various features of the province. Color reproduction is very crucial, and Panasonic projectors give us the results of what the artists and end users had envisioned. Total of 81 units of one chip DLP laser projectors were used for this installation. Panasonic laser projectors deliver excellent picture quality and also provide stable, consistent and low maintenance performance, hence making them a good choice for the installation at Quang Ninh exhibition and a planning and expo center. As a product specialist representative of Panasonic System Solution Asia Pacific, we have worked very closely together with the system integrator from the planning stage to the actual installation. We believe that the faster and easier installation process will make possible because of technical expertise and experience of our team in Panasonic, and the most importantly, because of the very strong support from our partner in Vietnam, VTC Contact CMYK, CESAR.